Chào mừng quý thính giả đang đến với chương trình đọc truyện online. Bộ truyện mà chương trình muốn gửi đến cho quý thính giả sau đây với nhan đề Thượng Ẩn phần 2. Mời quý thính giả hãy cùng lắng nghe. Chương 47. Hàng giả kém chất lượng. Được rồi, ngồi xuống đi. Đừng có đứng mãi như thế, tôi đến đây là để nói chuyện với cậu mà. Bà Lạc Nhân kéo ghế dựa vào, ngồi trước cửa phòng vệ sinh để ngăn cái tên điên kia, nếu mà có nghe thấy gì thì cũng không thể chạy ra ngoài. Cậu sao lại ngồi như thế? Chu Lân Vân thắc mắc. Bà Lạc Nhân không biết trả lời như thế nào, vì thế mà nó đại một lý do. Tôi thích cái mùi của nhà vệ sinh. Hay là chúng ta vào đó mà nói chuyện đi. Đừng, Bà Lạc Nhân khẩn trương ngăn lại, tốt hơn là để mình tôi hưởng thụ là được rồi. Chu Lân Vân vẫn như núi Thái Sơn, ngồi đối diện Bạch Lạc Nhân, mắt nhìn Bạch Lạc Nhân đầy hơi xa xăm và khó hiểu. Trầm mặc một hồi lâu, Chu Lân Vân đột nhiên nhếch miệng buồn bã và nói: Tôi đã thấy Cố Hải. Cái gì? Bạch Lạc Nhân theo quán tính, tỏ ra vẻ ngạc nhiên. Che chắn tốt lắm rồi mà, sao còn lại bị phát hiện? Cố Hải vừa nghe lời này, đang muốn mở cửa đi ra, tay vừa mới chạm vào tay nắm, lại nghe được bên ngoài phát ra một câu: Đang ở trong phòng của tôi. Kết quả là vừa mới mở ra được một chút lại bị Bạch Lạc Nhân hung hăng đóng chặt. Bạch Lạc Nhân thở phào nhẹ nhõm, nói nửa ngày mới phát hiện ra là đang nói tới Cố Dương. Cậu làm gì thế? Ánh mắt Chu Lân Vân liếc về phía cánh cửa sau lưng của Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân gượng cười trả lời: Gió. Chu Lân Vân gật gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Bạch Lạc Nhân nhịn không được mở miệng và hỏi: Cậu ta sao lại bị ngài bắt được? Hôm nay cậu ta đi từ ký túc xá đi ra, trên đường trở về là bị tôi bắt giữ lại. Biểu tình của Bạch Lạc Nhân kinh ngạc, Cố Dương có phải là quá xui xẻo hay không? Đầu tiên là bị Cố Hải đánh cho một trận, trên đường về lại bị Chu Lân Vân ngăn lại, chắc chắn là chịu không nổi. Chu Lân Vân nhìn biểu cảm của Bạch Lạc Nhân và trấn an nói: Cậu yên tâm, cậu ta dù gì cũng là em trai của cậu, tôi nhất định sẽ đối xử tử tế với cậu ta. Đối xử tử tế, bốn chữ này Chu Lân Vân nói ra đặc biệt cẩn trọng. Bạch Lạc Nhân hoàn toàn có thái độ ngược lại. Sư trưởng, ngài không cần để ý đến tôi, đây là vấn đề của hai người. Người ngoài như tôi tốt nhất là không nên xen vào. Nhưng tôi nghe nói tình cảm của hai người rất tốt, Chu Lân Vân giả vờ hỏi. Bạch Lạc Nhân lập tức phủ nhận, tôi và cậu ta tình cảm cũng bình thường, là ngài nghĩ quá thôi, chúng tôi lại không có quan hệ huyết thống. 17 tuổi mới quen nhau không bao lâu là đã bị nhập ngũ rồi, căn bản là không có thời gian bồi dưỡng tình cảm. Cậu nói như vậy làm tôi rất yên tâm, biểu tình của Chu Lân Vân hào phóng khác thường. Cậu cũng biết, tôi đối xử tốt với ai càng tàn nhẫn chứng minh tôi thích người đó. Tôi chỉ sợ không biết chừng mực để cậu biết trong lòng nhất định sẽ ghét tôi. Tuyệt đối không, tùy ý ngài, tôi có thể hiểu được mọi hành động của ngài. Chu Lân Vân cười vừa lòng, xem ra bình thường không tổn thương cậu nhiều. Cố Hải giấm chua muốn tràn hết ra ngoài, lại muốn đi ra ngoài, kết quả vẫn bị Bạch Lạc Nhân hung hăng đóng cửa lại. Lại sao thế? Chu Lân Vân đem ánh mắt đặt vào phía sau cửa của Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân xấu hổ cười cười. Gió. Chu Lân Vân cười theo, cười đến nỗi tóc gáy của Bạch Lạc Nhân đều dựng đứng. Phòng cậu nhỏ mà nhiều gió thật. Bạch Lạc Nhân sau lưng đổ mồ hôi. Bình thường không có việc gì cũng tự nổi gió lên như vậy. Cậu làm chuyện gì thiếu đạo đức phải không? Chu Lân Vân nhếch miệng cười nhìn Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân nhanh chóng đổi đề tài. Mà này, sư trưởng, ngài sao lại không trở về phòng tìm Cố Hải đi? Ở đây với tôi làm gì chứ? Người cũng do ngài mà bắt được, ngài còn không nhanh chóng giao lưu tình cảm đi. Tôi không vội, tôi có thể giữ cậu ta lại mà. Bạch Lạc Nhân âm thầm líu lưỡi. Còn giữ lại sao? Chu Lân Vân lặng lẽ quan sát Bạch Lạc Nhân. Cậu ta lúc trước gần như chỉnh tôi tàn phế, tôi có thể ra tay nhanh với cậu ta như vậy sao? Tôi phải tìm ra biện pháp trừng phạt thật tốt, triệt để xử lý cậu ta. Bạch Lạc Nhân gật đầu tỏ vẻ tán thành. Chu Lân Vân lại nói, Cố Hải biết đóng kịch sao? Rõ ràng ác độc hơn bất kỳ ai, còn giả vờ làm người chính trực. Bạch Lạc Nhân lên một lần nữa, dùng lực thật mạnh đè chặt cánh cửa đằng sau lưng, cố ý giữ chặt tay nắm cửa. Cũng đúng, còn có chút nham hiểm. Bạch Lạc Nhân tận lực giả vờ hù theo. Chu Lân Vân vừa nhắc đến Cố Hải, ánh mắt không chỉ sáng lên mà giọng nói càng cao hứng hơn nữa. Một chút gì nữa chứ? Tôi sớm thấy cậu ta chính là của cải thối, từ ngọn đến gốc đều hư hỏng, xấu xí. Nếu cho cậu ta tự do phát triển, khẳng định sớm sẽ bị mục rửa.
nhưng nếu để tôi chăm sóc, đảm bảo khiến cậu ta trở thành một cây nhân sâm. Chu Lân Vân bên này còn đang say mê cười, mà lực nhân bên kia đã nhanh chóng giữ chặt cánh cửa phía sau. Được rồi, không còn sớm, cậu nghỉ ngơi đi, tôi đi về. Chu Lân Vân đứng lên. Mà lực nhân thở vào, sư trưởng đi thong thả. Chu Lân Vân đi ngang qua Bạch Lạc Nhân, đột nhiên dừng lại. Tôi mượn phòng vệ sinh của cậu để giải quyết một chút được không? Đi bộ về cho tôi cũng 20 phút. Mặt của Bạch Lạc Nhân tái mét. Sao? Cậu mắc bệnh sạch sẽ à? Chu Lân Vân hỏi. Bạch Lạc Nhân lắc đầu. Tôi nói cho cậu biết, tôi cũng từng là tân binh. Đâu phải chưa từng ở qua ký túc xá tập thể, chưa từng vào nhà vệ sinh công cộng. Cậu không phải thích mùi nhà vệ sinh sao? Đúng lúc tôi có thể cho cậu xem thêm chút mùi mới, cậu ngửi cho đủ. Chu Lân Vân đẩy Bạch Lạc Nhân đi vào bên trong. Bạch Lạc Nhân đã tự ra quyết định. Nếu như Chu Lân Vân nhất quyết muốn vào đó mà ra tay với Cố Hải, cậu sẽ cùng Cố Hải đối phó với lão Chu. Trước mắt là phải đem được Cố Hải ra ngoài. Kết quả, bên trong truyền đến tiếng nước rất bình thường. Bạch Lạc Nhân cả kinh, ánh mắt hướng vào phòng vệ sinh, suýt chút nữa cười ra tiếng. Chu Lân Vân hoàn toàn không bật đèn, trực tiếp tiến tới bồn vệ sinh. Đi xong liền xả nước, kéo khóa quần, trong ánh nhìn chăm chú của Cố Hải, thản nhiên như không có gì và đi ra khỏi cửa. Cố Hải đứng ở phía sau góc cửa, âm u hẻo lánh, Chu Lân Vân không hề phát hiện ra hắn. Được rồi, tôi về đây. Nghe tiếng đóng cửa ầm một cái, Cố Hải lạnh mặt mở ra. Bạch Lạc Nhân liền đứng ở cửa phòng vệ sinh. Xin lỗi, bắt cậu phải ngửi cái mùi đó rồi. Nói xong, Bạch Lạc Nhân huýt sáo một cái. Cố Hải oán giận nghiến răng, cũng không vì thế mà quá uất ức. Bạch Lạc Nhân dường như không muốn sống mà còn trêu chọc Cố Hải. Cố đại nhân sâm, hãy để tôi nói cho cậu xem trong lòng cậu có bao nhiêu xấu xa. Cậu đừng cứ xem lòng của tôi, trực tiếp nhìn củ cải của tôi có bao nhiêu xấu xí đi. Dứt lời cởi bỏ áo ngủ, lộ ra cự vật, giả vờ muốn ấn đầu của Bạch Lạc Nhân xuống. Đừng có lộn xộn, Bạch Lạc Nhân giãy giụa, vui tươi hớn hở và nói. Tôi phát hiện phong thủy của nhà vệ sinh này không hề tốt. Đừng bao giờ làm việc lén lút ở đây, nhất định là sẽ có người bắt gặp. Cậu đã bị người khác nhìn thấy qua? Cố Hải hỏi. Bạch Lạc Nhân không chút nghĩ ngợi gật đầu. Đúng vậy, vì muốn gửi cho cậu cái bao cao su kia, tôi đã tự mình vào đó mà hành sự. Kết quả là bị anh trai của cậu bắt quả tang. Con người quả nhiên không thể uống rượu, uống xong liền không tỉnh táo. Lời nên nói và cả lời không nên nói, tất cả đều ra khoan khoái mà nói ra tất cả. Cố Hải cười lạnh, vì thế cậu bỏ nó dưới đất, không gửi cho tôi phải không? Bạch Lạc Nhân giờ mới ý thức được, cậu có vẻ quá thành thật rồi. Cố Hải lập tức phát giận, dẫn theo Bạch Tiểu Lan kéo về giường. Sau đó đem đến một cái túi thật to đầy quần áo, từ trong đó lấy ra rất nhiều thứ. Mặt Bạch Lạc Nhân mờ mịt nhìn Cố Hải. Cái gì đây? Cố Hải tức giận và nói, cậu gửi cho tôi đống quần áo này, tôi đã giặt rửa hết, đem trả lại cho cậu. Bạch Lạc Nhân suy nghĩ nửa ngày cũng không ra, Cố Hải tức giận và đóng quần áo này có liên quan gì. Một hồi lâu, Cố Hải rốt cuộc tìm được chiếc hộp kia, lấy ra đem nhét vào bên tay của Bạch Lạc Nhân, bình tĩnh và nói, cậu mở ra xem đi. Bạch Lạc Nhân mở ra, nhìn thấy một thứ gì đó có hình dạng vô cùng kỳ quái, trong lòng sinh ra loại cảm xúc nghi ngờ. Đây là cái gì? Cố Hải khóe miệng lộ ra giọng cười nham hiểm, đồ chơi của cậu đó. Bạch Lạc Nhân như cầm một củ khoai lang nóng hổi, lập tức ném về cho Cố Hải. Cậu tự chơi đi, tôi cũng có một cái, đây là thiết kế riêng dành cho cậu. Đỡ cho cậu lúc chúng ta cãi nhau, lại phải ở một mình trong phòng. Cậu có nhìn thấy cái chốt này không? Đẩy chốt lên sẽ xuất hiện một cái động. Cậu có thể đưa tiểu nhân tử vào, bên trong có hai chế độ, có thể là tay cũng có thể là đầu lưỡi, đẩy xuống. Đợi đã, Bạch Lạc Nhân cắt lời Cố Hải. Vì sao không có cúc hoa? Cậu không cần cái đó. Cố Hải chắc chắn. Bạch Lạc Nhân nhướng mày. Vậy cậu cũng có sao? Đương nhiên là phải có rồi. Bạch Lạc Nhân xù lông. Vì sao cậu có tôi lại không? Làm đồ chơi tình thú cũng phân biệt đối xử nữa sao? Không phải, cậu nghe tôi nói. Cố Hải kiên nhẫn. Bởi vì công cụ này là tính vật tình yêu của chúng ta, thiết kế đều dựa vào những tính cách của tôi và cậu. Cậu liền nhìn đầu lưỡi này đi, tần số kích thích đa dạng hoàn toàn, dựa vào cấu tạo của vòm họng của tôi để thiết kế, giúp cậu không cần phải ra ngoài mà vẫn có thể hưởng thụ yêu thương lạc thú do tôi tạo ra. Khuôn mặt lạnh lùng của Bạch Lạc Nhân nhìn Cố Hải. Công ty cậu cũng có sản xuất những thứ này sao? Đúng, nhân viên thiết kế chính là cái người mà nửa nam nửa nữ mà cậu gặp lần trước đấy. Cô ta thật sự rất là có tài về vấn đề này.
cậu chỉ cần đẩy xuống là có thể đem nó sáp vào cúc hoa của cậu. Tần suất và cường độ đều có thể tùy chỉnh. Nhất là đều có thể dựa vào tiêu chuẩn của tôi, không thể nào mà nó cao hơn. Cao hơn sẽ chết mất. Khuôn mặt Bạch Lạc Nhân tức giận không có gì diễn tả. Lấy đi, tôi không có cần. Cố Hải tự tin tràn đầy nhìn Bạch Lạc Nhân. Cậu lúc nào cũng bảo không cần, chỉ sợ sau khi dùng xong liền bỏ mặc tôi. Bạch Lạc Nhân trùm chăn lên đầu, không thèm nhìn tên giam đảng kia. Cố Hải xốc chăn lên ra lệnh, thử cho tôi biết hiệu quả của nó một chút đi. Muốn thì tự mình mà thử đi. Tôi muốn cậu thử đó. Tôi bắt cậu trước mặt tôi tự chơi đấy. Cậu có thể thủ dâm trước mặt anh trai của tôi, sao không thể trước mặt tôi mà dùng cái thứ đồ chơi này? Náo loạn nửa ngày thì ra là vì chuyện đó. Có thể giống nhau sao? Đó là do tôi vô tình bị anh ta nhìn thấy mà thôi. Cô Hải nhất quyết không tha. Vậy cậu cứ coi như lần này là do tôi vô tình nhìn thấy luôn đi. Bạch Lạc Nhân không còn biết nói gì hơn. Cô Hải, máu ghen của cậu dư thừa lắm phải không? Thấy Bạch Lạc Nhân không nhúc nhích, cô Hải mặt triệt để trầm xuống. Nếu để tôi tự động thủ, đảm bảo cậu sẽ chẳng có chút gì tốt để ăn đâu. Khuyên bảo thật lâu, Bạch Lạc Nhân rốt cuộc đáp ứng cố Hải tự mình làm thí nghiệm. Dưới ánh mắt chăm chú kia, Bạch Lạc Nhân cởi bỏ áo quần, cởi bỏ quần lót. Còn chưa đem thứ kia vận hành, tiểu nhân tử liền bị một đôi tay to ôm trọn. Á, Bạch Lạc Nhân run tay. Tôi phải dùng nó, cậu bỏ tay ra đi. Cố Hải phẫn nộ lùi về phía sau, hắn như gần như khao khát quá độ. Vừa thấy mỹ vị liền không thể khống chế. Bạch Lạc Nhân đầu tiên là liếc mắt nhìn Cố Hải một cái, dưới ánh mắt cổ vũ của hắn, đẩy công tắc lên, đút tiểu nhân tử vào, điều chỉnh chế độ bình thường, bên trong phân bố ra chất lỏng ướt át. Ngay sau đó bắt đầu chấn động. Bạch Lạc Nhân cắn răng chịu đựng trong phút chốc, cuối cùng cũng động tình mà phát ra tiếng thở dốc mị hoặc. Thế nào, tốt chứ? Bạch Lạc Nhân vô ý thức kêu rên. À, thoải mái quá. Có muốn thử đằng sau luôn không? Cố Hải ác liệt mở một bên hướng dẫn. Trán của Bạch Lạc Nhân chảy đầy mồ hôi, lắc đầu trong khi hai má đã lộ ra mị hoặc tự nhiên. Cố Hải hoàn toàn không kháng nghị Bạch Lạc Nhân ra gì, tay kéo xét toai xuống dưới. Kết quả phát hiện trên mặt đòi mật khẩu. Cố Hải trầm tư một lát, thử nhập vào một mật mã. Kết quả không chỉ không lấy ra được mà tần suất lại tăng lên đột ngột. À, Bạch Lạc Nhân thất thanh kêu, không được, chân tôi đã tê lắm rồi. Đừng nói chân đã tê rừng, tay tôi cũng muốn rụng luôn rồi. Cố Hải khẩn trương đưa vào một mật mã, kết quả vẫn sai, tần suất tăng nhanh một độ. Hơn nữa, khuôn miệng kia lại càng ngày càng thu hẹp, hung hăng đè ép tiểu nhân tử. Thống khổ tiếp nối thoải mái, Bạch Lạc Nhân bị đau la hét dữ dội, mau lấy ra, ép tôi chết mất. Cố Hải vẫn không nhập đúng mật mã, vật kia cứ thế mà co rút lại càng chặt. Kéo ra cũng không được, điều chỉnh tần số cũng không được. Đến lúc Bạch Lạc Nhân đau đến phát khóc, bàn tay hung hăng nắm chặt cổ Cố Hải, thực sự muốn đem hắn bóp chết. Mẹ cậu Cố Hải, sản phẩm của công ty cậu chắc là hàng giả rồi, hàng vô cùng kém chất lượng, làm cho tôi đau quá sức. Quý thính giả vừa lắng nghe tập truyện Thượng Ẩn phần 2. Nếu bạn yêu thích bộ truyện này, đừng quên bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho tác giả nhé. Hẹn gặp lại bạn trong tập truyện sắp tới.